là người đứng đầu của siêu cường số 1 thế giới cho nên mọi hoạt động của Tổng thống Mỹ luôn được dư luận quan tâm để ý. Không chỉ ở Việt Nam mà ở mọi nơi mà ông Trump từng ghé qua, những câu chuyện bên lề, hậu trường về ông chủ Nhà Trắng cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân bản địa. Ở trong thời gian thăm Nhật Bản cách đây ít ngày thì thay vì thưởng thức các món ăn đặc sản của Nhật Bản như là sashimi, rượu sake thì Tổng thống Trump vẫn giữ nguyên thói quen ăn uống của mình, đó là ăn bánh kẹp và uống Coca-Cola. Sau khi bức ảnh ông Trump và ông Abe ngồi ăn bánh mì kẹp tại một nhà hàng được đăng tải, ngay lập tức món này lại cháy hàng với những khách hàng chờ dài hơi để được ăn thử món của ông chủ Nhà Trắng từng thưởng thức. Để tiếp đón Tổng thống Trump, Thủ tướng Abe đã yêu cầu đầu bếp trưởng của nhà hàng Mash Burger Tracks tự tay chuẩn bị món ăn này. Món hamburger này làm từ 100% thịt bò Mỹ Angus với giá là 1.200 yên tương đương với 10,54 đô la Mỹ. Tổng thống Trump đã bắt tay đầu bếp và khen món ăn rất ngon. Sau khi tin tức này xuất hiện trên báo chí, cửa hàng này đã bán hết sạch toàn bộ bánh mì kẹp thịt ngay từ lúc 2 giờ 30 chiều. Nhà hàng buộc phải đăng tải thông điệp xin lỗi trên trang chính thức vì họ không thể phục vụ được hết nhu cầu tăng đột biến của khách hàng với món bánh mì Kobe Jack. Những ngày sau đó, khách hàng đã phải xếp hàng dài dằng dặc đợi tới lượt thưởng thức món ăn mà ông Trump đã thưởng thức. Ngoài nhà hàng bánh mì kẹp, Thủ tướng Abe cùng phu nhân còn mời vợ chồng ông Trump tới ăn tối tại nhà hàng Ukai-tei với hai món bít tết bò Mỹ thượng hạng và sò điệp nướng. Sau bữa tối của hai lãnh đạo, giá trị cổ phiếu của nhà hàng này đã tăng lên 7%.